Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Bây giờ bắt đầu bơm máu lên. Bơm máu thẳng lên trên vai luôn. Cổ tay ra mình bắt đầu khóa ở trên đỉnh đầu. Vẫn giữ nách, vẫn khóa nách. Bây giờ lấy hai, lấy cái bàn tay chụp trên đầu, đúng rồi. Và chúng ta sẽ dây cái mạch máu giữa cơ ngực và cơ delta chính xác luôn. Là cái chỗ hõm hõm đó. Mình đưa máu lên đầu. Dưới cái xương đòn và đẩy máu lên tiếp. Đúng rồi, mình đặt cái tay ở ngay cái góc hàm. Chính xác rồi đó. Và mình bóp cái cơ đòn trũng để mình bơm máu lên. Chính xác rồi, từng cùi ngón cái đúng rồi luôn. Hay quá, rồi giờ mai mốt lại thôi nha. Đó. Mới đến lại. Đó lần đầu đó mà làm thế. Rồi xong rồi cái tìm động mạch cảnh. Đúng rồi, chính xác. Đó chỗ quá. Nó đập không? Nhấn lên, nhấn lên. Chính xác. Tức là mình bơm mình bơm cái mạch này động mạch, cái này phải bơm tĩnh mạch hay không? Bơm cái động mạch này đường máu đi lên tới nào? Bơm tĩnh mạch thì xuống chỗ nào? Nó xuống cũng đó luôn ha. Rồi cái động mạch cảnh mình đi tìm. Rồi mình đặt cái tay vào, mình có đi tìm bằng được cái mạch đập á. Mình thấy nó đập, mình đẩy lên. Động mạch cảnh nó nằm sâu hơn so với cái tĩnh mạch. Nó nằm phía trong á. Mình đẩy máu lên trên. Đầu nó nhẹ hơn này. Mắt nó không có mỏi như hồi nãy nữa. Đầu nó nhẹ, mắt nó không có mỏi. Chị cảm ơn cái ông thầy lần đầu tiên ông tới lớp học. Ông làm đó. Về cái rối loạn tiền đình với thiếu máu não chị thì nghe dễ chịu. Đó, đứng lên ngồi xuống khác lúc trước rồi đó. Đỡ không? Khá hẳn ha. Lúc trước mà xoay xoay là chóng mặt ha. Rồi, hết xoay sẩm. Bây giờ mình làm sẩm. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.